Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 22. Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều, và ơn nghĩa quý hơn bạc và vàng. Kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau, Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai. Người khôn ngoan thấy điều tai vạ và ẩn mình, nhưng kẻ ngu muội cứ đi luôn và mắc phải vạ. Phần thưởng của sự khiêm nhường và sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là sự giàu có, sự tôn trọng và mạng sống. Trong đường kẻ gian tà có gai chông và cái bẫy, ai gìn giữ linh hồn mình sẽ cách xa nó. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Người giàu quản hạt kẻ nghèo, kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn. Kẻ nào gieo sự bất công sẽ gặt điều tai họa, và cây roi thạnh nộ nó sẽ bị gãy đi. Người nào có mắt từ thiện sẽ được phước, vì người ban bánh mình cho kẻ nghèo khó. Hãy đuổi kẻ nhạo báng ra thì sự cãi lẫy cũng sẽ đi, điều tranh cạnh và sự sỉ nhục sẽ hết. Ai ái mộ lòng thánh sạch và có duyên nơi môi miệng mình sẽ được vua làm bạn nghĩa. Mắt của Đức Giê-hô-va coi giữ người có tri thức, nhưng Ngài đánh đổ lời kẻ gian tà. Kẻ biếng nhác nói, có con sư tử ở ngoài đó, tôi sẽ bị giết tại giữa đường. Miệng của dâm phụ vốn là một cái hố sâu, ai bị Đức Giê-hô-va giận sẽ sa ngã vào đó. Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Người nào hà hiếp kẻ nghèo ắt sẽ làm cho nó giàu có, và ai cho kẻ giàu có chỉ làm cho người sa vào sự thiếu thốn. Hãy lắng tai nghe lời kẻ khôn ngoan, khá chuyên lòng con về sự tri thức ta. Vì nếu con gìn giữ nó trong lòng con, lập nó ở chung nhau trên môi miệng con, thì ấy thật một sự tốt đẹp. Ngày nay ta đã dạy cho con hiểu biết các điều đó, để con có lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Ta há chẳng có chép cho con những điều tốt về mưu luận và về tri thức sao, để làm cho con biết sự quả quyết của lời chân lý, hầu cho con lấy lời thật mà đáp lại với những người sai con. Chớ bóc lột kẻ nghèo bởi vì họ nghèo, cũng đừng hà hiếp người khốn khổ nơi cửa thành, vì Đức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ của họ và đoạt lấy sự sống của kẻ có cướp lột họ. Chớ làm bạn với người hay giận, chớ giao tế cùng kẻ cường bạo, e con tập theo đường lối nó và linh hồn con bị bẫy hãm hại chăng. Chớ đồng bọn cùng những kẻ giao tay nhau, hoặc cùng kẻ bảo lãnh nợ. Nếu con không có gì trả, cớ sao con muốn chúng đoạt lấy cái giường con đi? Chớ dời đi các mộc giới cũ mà tổ phụ con đã dựng. Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng? Người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chứ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu. Chương 23. Khi con ngồi ăn bữa với một quan trưởng, hãy xét kỹ người ở trước mặt con. Nếu con có láo ăn, khá để con dao nơi họng con. Chớ thèm món ngon của người, vì là vật thực phỉnh gạt. Con chớ chịu vật vã đặng làm giàu, khá thôi nhờ cậy khôn ngoan riêng của con. Con há liếc mắt vào sự giàu có sao? Nó đã chẳng còn nữa rồi, vì nó quả hẳn có mọc cánh và bay lên trên trời như chim ưng vậy. Chớ ăn bánh của kẻ có mắt gian ác, và đừng tham muốn những món ngon của hắn, vì hắn tưởng trong lòng thế nào thì hắn quả thể ấy. Hắn nói với con rằng, hãy ăn uống đi, nhưng lòng hắn chẳng hiệp cùng con.
miếng con đã ăn, con sẽ mửa ra và mất những lời hòa mỹ của con. Chớ nói vào lỗ tai kẻ ngu muội, vì nó sẽ khinh dễ sự khôn ngoan của các lời con. Chớ dời đi mộc giới cũ, đừng vào trong đồng ruộng của kẻ mồ côi, vì đấng cứu chuộc của họ vốn quyền năng sẽ binh vực sự cáo tụng của chúng nó nghịch với con. Hãy chuyên lòng về sự khuyên dạy và lắng tai nghe các lời tri thức. Chớ tha sửa phạt trẻ thơ, dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Hỡi con, nếu lòng con khôn ngoan thì lòng ta cũng sẽ được vui mừng. Phải, chính ruột gan ta sẽ hớn hở khi miệng con nói điều ngay thẳng. Lòng con chớ phân bì với kẻ hung ác, nhưng hằng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, vì quả hẳn có sự thưởng thiện, và sự trông đợi của con sẽ chẳng thành ra luống công. Hỡi con, hãy nghe và trở nên khôn ngoan, khá dẫn lòng con vào đường chính. Chớ đồng bọn cùng những bợm rượu hoặc với những kẻ láo ăn, vì bợm rượu và kẻ láo ăn sẽ trở nên nghèo, còn kẻ ham ngủ sẽ mặc rách rưới. Hãy nghe lời cha đã sinh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Hãy mua chân lý, sự khôn ngoan, sự khuyên dạy và sự thông sáng, chớ hề bán đi. Cha người công bình sẽ có sự vui vẻ lớn, và người nào sinh con khôn ngoan sẽ khoái lạc nơi nó. Ước gì cha và mẹ con được hớn hở vì người đã sinh con lấy làm vui mừng. Hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha, và mắt con khá ưng đẹp đường lối của cha. Vì kỹ nữ vốn là một cái hố sâu, và dâm phụ là một cái hầm hẹp. Nàng đứng rình như một kẻ trộm, làm cho thêm nhiều kẻ gian tà trong bọn loài người. Ai bị sự hoạn nạn, ai phải buồn thảm, ai có sự tranh cạnh, ai than xiết, ai bị thương tích vô cớ, ai có con mắt đỏ. Tất những kẻ nán trễ bên rượu, đi nếm thứ rượu pha. Chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly và tuôn chảy dễ dàng. Rốt lại, nó cắn như rắn, chít như rắn lục. Hai mắt con sẽ nhìn người dâm phụ, và lòng con sẽ nói điều gian tà. Thật, con sẽ như người nằm giữa đáy biển, khác nào kẻ nằm trên chót cột buồm vậy. Con sẽ nói rằng, người ta đập tôi nhưng tôi không đau, người ta đánh tôi xong tôi không nghe biết. Khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ trở lại tìm uống nó nữa. Chương 24. Chớ ganh ghét kẻ làm ác, đừng ước ao ở cùng chúng nó, vì lòng chúng nó toan điều hủy phá, và môi họ nói ra sự tổn hại. Nhờ sự khôn ngoan, cửa nhà được xây cất nên, và được vững vàng bởi sự thông sáng. Nhờ sự tri thức, các phòng vi đều được đầy đủ, các thứ tài vật quý báu và đẹp đẽ. Người khôn ngoan có sức mạnh, và người tri thức gia thêm năng lực. Vì con phải nhờ mưu khôn mà đánh giặc, đâu có nhiều mưu sĩ thì đặng toàn thắng. Sự khôn ngoan lấy làm cao xa quá cho kẻ ngu dại, nó không mở miệng ra nơi cửa thành. Kẻ nào toan làm điều ác, người ta sẽ gọi hắn là kẻ gian dảo. Tư tưởng ngu dại là tội lỗi, kẻ nhạo báng lấy làm gớm ghiếc cho loài người. Nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn, thì sức lực con nhỏ mọn thay. Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết, và chớ chối rỗi cho người đi siêu tó tới chốn hình khổ. Nếu con nói, chúng tôi chẳng biết gì đến, thì đấng mà cân nhắc lòng người ta há chẳng xem xét điều ấy sao? Và đấng gìn giữ linh hồn con há không biết đến ư? Chớ thì Ngài sẽ chẳng báo mỗi người tùy theo công việc họ làm sao? Hỡi con, hãy ăn mật vì nó ngon lành, tàn ong lấy làm ngọt ngào cho ổ gà con. Con sẽ biết sự khôn ngoan nên linh hồn con cũng như vậy. Nếu con đã tìm được sự khôn ngoan, ắt sẽ có phần thưởng, và sự trông đợi của con sẽ chẳng phải thành luống công. Hỡi kẻ ác,
chớ rình rập nhà người công bình, đừng phá tan chỗ nghỉ ngơi của người. Vì người công bình giàu sa ngã 7 lần cũng trỗi dậy, còn kẻ hung ác bị tai vạ đánh đổ. Khi kẻ thù nghịch con sa ngã, chớ vui mừng. Lúc nó bị đánh đổ, lòng con đừng hớn hở, kẻo e Đức Giê-hô-va thấy điều đó mà chẳng đẹp lòng, bèn cất cơn thạnh nộ Ngài khỏi nó chăng. Chớ nổi giận vì cớ kẻ làm ác, cũng đừng ganh ghét những người hung dữ. Vì kẻ làm gian ác sẽ không được thiện báo, và đèn kẻ hung dữ sẽ tắt đi. Hỡi con, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và tôn kính vua, chớ hội hiệp cùng kẻ phản nghịch, vì sự tai họa của chúng xảy đến thình lình, và ai biết sự phá hại của người này người kia. Những ngôn ngữ này cũng do kẻ khôn ngoan mà đến. Trong việc xét đoán tư vị người, ấy chẳng phải tốt lành. Kẻ nào nói với kẻ ác rằng ngươi là công bình sẽ bị dân tộc rủa sả và các nước lấy làm gớm ghiếc mình. Còn người nào quở trách kẻ ác, ác sẽ được đẹp lòng và sự phước lành sẽ giáng trên họ. Ai đáp lời chính đáng, tất như hôn nơi môi miệng vậy. Hãy sửa sang công việc ở ngoài của con và sắm sẵn tại trong ruộng con, rồi sau hãy cất nhà của con. Chớ làm chứng vô cớ nghịch kẻ lân cận mình. Con há muốn lấy môi miệng mình mà phỉnh gạt sao? Chớ nên nói, tôi sẽ làm cho hắn như hắn đã làm cho tôi. Tôi sẽ báo người tùy công việc của người. Ta cứ đi ngang qua gần ruộng kẻ biếng nhác và gần vườn nho của kẻ ngu muội. Thấy cây tật lê mọc khắp cùng, gai gốc che khuất mặt đất và tường đá của nó đã phá hư rồi. Ta nhìn xem bèn để ý vào đó, ta thấy và nhận được sự dạy dỗ. Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay ngủ một chút, thì sự nghèo của con sẽ đến như một kẻ đi dạo, và sự thiếu thốn của con áp tới như một kẻ cầm binh khí. Thi Thiên 29. Hỡi các con của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Tiếng Đức Giê-hô-va dội trên các nước. Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển sấm sét trên các nước sâu. Tiếng Đức Giê-hô-va rất mạnh. Tiếng Đức Giê-hô-va có sự oai nghiêm. Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam. Phải, Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam Li-ban. Ngài khiến nó nhảy như bò con. Li-ban và Sirion nhảy như bò tót tơ. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến những lằn lửa văng ra. Tiếng Đức Giê-hô-va làm cho đồng vắng rúng động. Đức Giê-hô-va khiến đồng vắng Ca-đe rúng động. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến con nai cái sinh đẻ và làm cho trụi các rừng. Trong đền Ngài thai thảy đều hô rằng vinh hiển thay. Đức Giê-hô-va ngự trên nước luộc. Phải, Đức Giê-hô-va ngự ngôi vua đến đời đời. Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài. Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài. Chương 12. Đương thuở đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia Cơ là anh của Giăng. Thấy điều đó vừa ý người Giuđa nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. Bây giờ nhằm ngày ăn bánh không men. Vậy vua bắt người và hạ ngục, phó cho 4 ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có 4 tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ vượt qua thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. Vậy Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Và đêm rạng ngày mà Herod định bắt Phi-e-rơ ra hầu, người đang mang 2 xiềng ngủ giữa 2 tên lính và trước cửa có quân canh giữ ngục. Thình lình, một thiên sứ của Chúa đến và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ, đánh thức người mà rằng, hãy mau chờ dậy. Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. Kế đó, thiên sứ nói rằng, hãy nịt lưng và mang dép vào đi. Phi-e-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp, hãy mặc áo ngoài và theo ta. Phi-e-rơ ra theo, chẳng biết điều thiên sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy sự hiện thấy. Khi qua khỏi vọng canh thứ nhất, rồi vọng thứ nhì,
thì đến nơi cửa sắt là cửa thông vào thành. Cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi, đi lên đằng cái, tức thì thiên sứ lìa Fierre. Fierre bèn tỉnh lại và nói rằng: "Bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Herod, cùng khỏi điều dân Giuđa đang mong đợi." Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Mary, mẹ của Giăng cũng gọi là Mát, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Người gõ cửa nhà ngoài, một con đòi tên là Rôđơ đến nghe, nhận biết tiếng Phi-e-rơ nên mừng rỡ lắm, đến nỗi chẳng mở cửa nhưng trở chạy vào báo tin rằng Phi-e-rơ đang đứng trước cửa. Người ta nói rằng mày sáng, song nàng quyết là quả thật. Họ bèn nói ấy là thiên sứ của người. Nhưng Phi-e-rơ cứ gõ cửa hoài. Khi mở cửa thấy Phi-e-rơ, hết thảy đều kinh hãi. Những người lấy tay ra dấu, biểu chúng làm thinh, rồi thuật lại cho biết Chúa đã dùng cách nào cứu mình khỏi ngục. Đoạn người lại dặn rằng hãy cho gia cơ và anh em biết điều này. Rồi đó người bước ra sang nơi khác. Đến sáng, trong bọn lính có sự xôn xao rất lớn vì chúng nó chẳng hay Phi-e-rơ đi đâu. Vua Herod sai tìm người nhưng tìm chẳng được, bèn tra hỏi bọn lính rồi truyền lệnh dẫn chúng nó đi giết. Đoạn người từ xứ Giu-đê xuống thành Cesare ở lại tại đó. Và vua Herod căm giận dân thành Tyre và dân thành Sidon. Chúng đã được lòng quan hầu của vua là Balatut rồi, bèn đồng lòng đến cùng vua mà xin hòa, vì xứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua. Đến kỳ, vua Herod mặc áo chầu, ngồi trên ngai, truyền phán giữa công chúng. Dân chúng kêu lên rằng ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu. Liền lúc đó có thiên sứ của Chúa đánh vua Herod, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và vua bị trùng đục mà chết. Bây giờ đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra. Ba-na-ba và Sao-lơ làm chức vụ mình xong rồi, bèn từ thành Jerusalem trở về thành Antioch, dẫn theo Giăng cũng gọi là Mát. Chương 13. Trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Ba-na-ba, Simeon gọi là Ni-dê, Lucius người Cyrene, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod, cùng Sao-lơ. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng hãy để riêng Ba-na-ba và Sao-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi. Vậy Sao-lơ và Ba-na-ba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Seleuci, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre. Đến thành Salamin, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Giuđa, cũng có Giăng cùng đi để giúp cho. Trải qua cả đảo cho đến thành Ba-phô rồi, gặp một người Giuđa kia là tay thuật sĩ và tiên tri giả tên là Ba-giê-su, vốn ở với quan trấn thủ tên là Seyut Phalut, là người khôn ngoan. Người này đã sai mời Ba-na-ba và Sao-lơ đến và xin nghe đạo Đức Chúa Trời. Nhưng Elima, tức là thuật sĩ, ấy là ý nghĩa tên người, ngăn hai người đó, ráng sức tìm phương làm cho quan trấn thủ không tin. Bây giờ Sao-lơ cũng gọi là Phao-lô, đầy dẫy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người nói rằng: "Hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng cả sự công bình, ngươi cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao? Này, bây giờ tay Chúa giá trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu." Chính lúc đó có sự mù mịt tối tăm phủ trên người, người xây quanh bốn phía tìm kẻ để dắt mình. Quan trấn thủ thấy sự đã xảy đến bèn tin, lấy làm lạ về đạo Chúa. Phao-lô với đồng bạn mình xuống thuyền tại Ba-phô, sang thành Bẹt-dê trong xứ Pamphili, nhưng Giăng lìa hai người trở về thành Jerusalem. Về phần hai người thì lìa thành Bẹt-dê, cứ đi đường đến thành Antioch xứ Pisidi, rồi nhằm ngày Sa-bát vào trong nhà hội mà ngồi. Vừa đọc sách luật và sách các tiên tri xong, các chủ nhà hội sai sứ nói cùng hai người rằng: "Hỡi anh em, nếu có mấy lời khuyên bảo dân chúng, hãy giảng đi." Phao-lô bèn đứng dậy, lấy tay làm hiệu rồi nói rằng:
Hỡi người Israel và các người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy nghe. Đức Chúa Trời của dân Israel này đã chọn tổ phụ chúng ta, làm cho dân ấy thạnh vượng lúc ở ngụ nơi ngoại quốc, tức là trong xứ Ai Cập, và Ngài dùng cánh tay cao dẫn họ ra khỏi xứ đó. Ước chừng 40 năm, Ngài chịu tính nết họ trong nơi đồng vắng. Lại khi đã phá bãi dân trong xứ Canaan, Ngài khiến họ nhận lấy đất của các dân đó độ trong 450 năm. Kế đó, Ngài lập cho họ các quan đoán xét cho đến đời tiên tri Samuel. Bây giờ, dân đó xin một vị vua, nên Đức Chúa Trời ban Sao-lơ, con của Ki-sơ về chi phái Benjamin trị họ trong 40 năm. Đoạn, Ngài bỏ vua đó, lại lập David làm vua mà làm chứng về người rằng: Ta đã tìm thấy David, con của Giê-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta. Theo lời hứa, Đức Chúa Trời bèn bởi dòng dõi người mà dấy lên cho dân Israel một cứu Chúa, tức là Đức Chúa Giê-xu. Trước khi Đức Chúa Giê-xu chưa đến, Giăng đã giảng dạy phép báp têm về sự ăn năn cho cả dân Israel. Giăng đang lo làm trọn công việc mình thì nói rằng: Ta chẳng phải là đấng mà các ngươi tưởng, nhưng có đấng đến sau ta. Ta chẳng xứng đáng mở dây dài Ngài. Hỡi anh em là con cháu dòng Abraham và kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, lời rao truyền sự cứu chuộc này đã phán cho chúng ta vậy. Vì dân và các quan ở thành Jerusalem chẳng nhìn biết Đức Chúa Giê-xu này, nên lúc xử tội Ngài, chúng đã ứng nghiệm lời của các đấng tiên tri mà người ta thường đọc trong mỗi ngày Sa-bát. Dầu trong Ngài chẳng tìm thấy cớ gì đáng chết, họ cứ xin Phi-lát giết Ngài đi. Họ đã làm cho ứng nghiệm mọi điều chép về Ngài rồi, thì hạ Ngài xuống khỏi thập tự giá mà chôn trong mã. Song Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại. Những kẻ theo Ngài từ xứ Galilê lên thành Jerusalem đã được thấy Ngài lâu ngày, và hiện nay đều làm chứng về Ngài giữa dân chúng. Còn chúng tôi thì rao truyền cho các anh em tin lành này về lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta rằng: Đức Chúa Trời bởi khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại thì đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cháu của tổ phụ, y như đã chép trong sách Thi Thiên đoạn thứ 2 rằng: Con là con trai ta, ngày nay ta đã sanh con. Ngài đã làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại, đặng nay khỏi trở về sự hư nát nữa. Ấy về điều đó mà Ngài đã phán rằng: Ta sẽ thành tín giữ cùng các ngươi lời hứa thánh đã phán với David. Lại trong câu khác cũng có phán rằng: Chúa chẳng cho đấng thánh Ngài thấy sự hư nát đâu. Vả, vua David lúc còn sống làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời. Đoạn qua đời, người đã được trở về cùng các tổ phụ mình và đã thấy sự hư nát. Nhưng đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại chẳng có thấy sự hư nát đâu. Vậy hỡi anh em, khá biết rằng nhờ đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em. Lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình. Nên hãy giữ lấy cho khỏi mắt điều đã chép trong sách tiên tri rằng: Hỡi kẻ hay khinh dễ kia, khá xem xét, sợ hãi và biến mất đi. Vì trong đời các ngươi, ta sẽ làm một việc, nếu có ai thuật lại cho, các ngươi cũng chẳng tin. Khi hai người bước ra, chúng xin đến ngày Sa-bát sau cũng giảng luận các lời đó. Lúc hội đã tan, có nhiều người Giu-đa và người mới theo đại Giu-đa đi theo Phao-lô và Ba-na-ba. Hai người nói chuyện với họ và khuyên cứ vững lòng theo ơn Đức Chúa Trời. Ngày Sa-bát sau, gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo Chúa. Song những người Giu-đa thấy đoàn dân đó thì đầy lòng ghen ghét, nghịch cùng lời Phao-lô nói và mắng nhiếc người. Phao-lô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạng dĩ rằng: Ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi. Nhưng vì các ngươi đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây này, chúng ta mới xây qua người ngoại. Vì Chúa có phán dặn chúng ta như vậy: Ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân, hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi cho đến cùng cõi đất. Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng,
ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ đó, nhưng các người Giuđa xúi dục những đàn bà sang trọng sốt sắng và dân đàn anh trong thành, gây sự bắt bớ Phao-lô và Ba-na-ba mà đuổi ra khỏi phần đất mình. Hai người đối cùng họ, phủi bụi nơi chân mình, rồi đi đến thành Iconi. Còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.